đừng ai đấy cái dâu quá. Giờ chị May lột trái thì làm món gì chị May? Dạ con làm món là cò trái cây á, món xà lách, cò trái cây á, món xà lách mẹ ơi. Món rau á hả? Món hay là món chè trái cây? Món chè trái cây mẹ ơi. Còn em Nắng thì làm món gì đây? Đuôi gà. Đuôi gà, wow, em Nắng đang chế biến đuôi gà nè. Còn con thì ra để lột củ khoai. Ừ. Dạ con làm khoai chiên. Nãy giờ mang đi nấu chưa em Nắng? Dạ chưa. Chưa hả? Đi rửa tay nha. Rửa tay rồi chiều mình mới bơi chứ. Chiều mình xả nước ra cho Nắng bơi nha. Chịu không? Nắng chịu không? Ờ, thích tắm mưa hơn hả? Thích tắm chỗ nào đâu? À, thích tắm ở đây á hả? Thôi giờ mình rửa tay đi. Mình chế cắt xong rồi giờ mình rửa tay nha. Đi. Rồi. Rồi lại đây mở bơi nước ra rửa tay này. Nắng ơi, chiều mình mới vô đây. Mình vô đây mình rửa tay ấy. Câu rửa. Ừ. Rửa đi, rửa cho sạch nha. Rồi Nắng bôi tay đi. Cẩn thận ướt áo Nắng nha. Đóng cửa rồi, đóng cửa lại rồi. Mở cửa ra. Xong chưa? Thôi một lần thôi, không đánh nữa, không đánh nữa. Không. Không, một lần thôi. Nhanh lên đi vô nè. Giờ làm sao nữa? Đâu quay lại đây mẹ nhìn thử coi. Rửa hai lần luôn hả? Thôi đưa mẹ xem. Trông điểm rồi. Thôi mẹ mở lên cho. Bông ra vậy. Thôi sao bông đứng thôi, bông ở đâu mà. Đây. Một lần nữa là đi vô nha. Ít ít thôi nha. Rồi, chuẩn bị cắt. Rồi, bơi bơi hai tay luôn. Bơi bơi, đúng rồi. Nhanh nhanh chứ không làm. Chứ không làm, chứ là không làm nước nó chảy hết rồi kìa. Mày đắp nước lại. Bạn bơi chưa? Bơi xong rồi mới mở nước nha. Rồi, sạch sẽ quá rồi. Rồi, đừng nghỉ mở nước không nha. Không cho em. Rồi, mình đi tắt nước lạnh đi vô. Giỏi quá đi. Đi, rồi đi ra. Đi vô xem rồi chị May làm gì nè. Đi. Nhanh 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 nhanh.